Có rất nhiều bạn mà con nó chỉ ăn rau, ăn trứng hoặc là ăn muối lạc và nó không ăn thịt. Và với những em bé như vậy thì chúng ta phải có biện pháp, phải có phương pháp để giúp bé ăn thịt. Vì nếu như bé không ăn thịt, không ăn cá thì sao ạ? Nó không đủ dinh dưỡng và con bạn sẽ chậm tăng cân và sức đề kháng nó kém. Và trong video này, Brad sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm để luyện cho bé ăn thịt như thế nào và cách chúng ta đi mua thịt lợn làm sao để thịt đó nó không bị tăng trọng này. Đó, tức là người ta không nuôi công nghiệp đấy. Và cái phần thịt nào chúng ta nên mua để nấu cho con, để chế biến những món ăn mà để nó ngon nhất, để giúp bé thích thú cái việc ăn thịt nhất, đúng không ạ? Thì các bạn theo dõi cái video này nhé. Luyện cho con ăn thịt như nào, đúng không ạ? Thì chúng ta phải biết rằng đối với đứa trẻ mà không ăn thịt ý, đó là do gì ạ? Do cái tâm lý của nó, cái tâm lý của nó. Và cứ mỗi lần nghĩ đến thịt thì nó sẽ cảm thấy dạ nó không không muốn ăn. Luyện cho sau này chúng ta phải hết sức kiên trì cái đầu tiên nhé, cái phương pháp luyện ấy đầu tiên kiên trì một lần, hai lần, ba lần và thậm chí 15 lần, thậm chí 17, 18 lần đấy. Và cứ kiên trì như vậy, cứ mỗi bữa mình kiên trì, mình giới thiệu với con, mình ăn mẫu cho con, đúng không ạ? Và mình nói chuyện với con cái câu chuyện về cái việc là gì, nếu như mà con không ăn thịt thì con sẽ không có sức khỏe để khỏe như siêu nhân này, con sẽ không đá bóng được này, đúng không? Hoặc là con sẽ không làm được cái việc mà con yêu thích ý. Thì cái việc này các bạn phải nắm được nhá. Đấy là cái đầu tiên, là mình phải kiên trì và mình phải nói câu chuyện như vậy. Cách thứ hai là đối với những em bé mà bắt đầu ăn dặm ấy thì chúng ta luyện cho ăn thịt ngay từ đầu, đúng không? Thịt cá nhá, thịt cá thì đã có thể bắt đầu cho trẻ ăn từ khi con bạn được 7 tháng tuổi, và từ ít đến nhiều, được chưa? Thì rất là dễ rồi. Còn đối với em bé 1 tuổi, 2 tuổi không ăn thịt thì mình phải có phương pháp luyện nhá. Thì đầu tiên là phải kiên trì này. Thứ hai là mỗi lần mà chúng ta đón con đi học về, đúng không? Chúng ta có thể cho con ăn những cái thịt xiên nướng người ta bán ở ngoài 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 cổng trường ấy, đó cũng là một cái rất tốt. Thứ nhất là mình vừa nướng xong nhé thì nó nóng, nó sẽ đảm bảo về mặt an toàn, đúng không? Tại nhiệt độ cao như vậy là vi khuẩn nó chết hết rồi. Thứ ba nữa ấy, là chúng ta có thể cho bé sau những cái buổi vận động nhiều, ví dụ như là bé đi bơi này, ví dụ như là bé đi đá bóng này, hoặc là bé đi dã ngoại này, thì lúc bé rất đói, và khi rất đói như vậy thì mình cho bé ăn thịt thì nó bé sẽ ăn. Đây là phương pháp vô cùng hiệu quả và đơn giản. Và điều quan trọng nhất ấy, chúng ta không được áp lực và không được ép, vì ép nó sẽ dẫn đến tình trạng gì ạ? Bé nó sợ và nó gây ra tình trạng biếng ăn tâm lý thì nó rất là phức tạp nha các bạn nha. Đấy là cái đầu tiên gọi luyện ăn. Chia sẻ với các bạn cái bí quyết như này nhá. Đầu tiên ấy là mình sẽ phải mua những cái con lợn mà người ta vừa mổ xong, buổi sáng hay buổi chiều nó đều như vậy cả. Nó đều vừa mổ xong nhé. Thứ hai ấy, mình quan sát cái phần thịt ba chỉ ấy, các bạn nhé, quan sát, mình quan sát này. Thứ nhất là cái màu thịt ấy, là nó tươi, nó đỏ tươi. Còn nếu mà nó đỏ, nó hơi trắng nhợt nhợt ấy là không được này. Nó đỏ thẫm quá là không được này. Nó phải đỏ rất là tươi. Và cái phần thịt mỡ của con lợn ấy thì nó rất là bóng, và nhìn nó bóng và nó tươi. Thì đấy là thường là những con lợn mà nuôi bằng cám, bằng rau, thì đấy là cái điều mà rất là phải tinh ý chúng ta mới để ý được. Đấy cách chúng ta lựa chọn. Và để chế biến cho những đứa trẻ mà nó ít ăn thịt ý, thì mình sẽ lựa chọn những cái loại thịt nào nó ngon và mình chế biến như sau này. Thì có mấy loại thịt sau đây các bạn nên mua này. Một là thịt vai đầu giòn đấy nhá. Thì thịt vai đầu giòn ấy là cái phần thịt nó nằm trên vai, và cái đặc điểm này tức là nạc và mỡ ấy, là nó đan xen với nhau, nó xen kẽ với nhau, và đây là phần rất ngon, phần ngon nhất của con lợn. Và mỗi con lợn ấy nó chỉ có vài ký thôi, được chưa? Đấy. Và khi mình nấu, mình chế biến ấy, thì nó không bị khô, nó không bị khô. Và cái thịt này ấy, có thể mình rang cháy cạnh, hoặc là mình có thể làm như nào đó cái món mà bạn thích nhé. Thậm chí bạn vẫn có thể nướng cho con cũng được, không sao cả nhé, miễn là nó thích, được chưa? Và cái phần thịt này rất tuyệt vời khi các bạn chế biến các món cho con bạn, hoặc bạn có thể làm xúc xích cho con bạn, không sao cả. Đó, hoặc có thể làm ruốc nhá, nếu phần này rất ngon. Thứ hai là phần thịt thăn đấy, và cái phần này nó cũng rất là tốt cho con bạn và là phần mềm nhất của thịt lợn nhá. Nó rất là mềm và thích hợp để chiên ăn các món ăn như là rán, áp chảo, kho, làm ruốc vân, rất tốt cho con bạn, để thăn nên mua. Và phần thịt thứ ba rất là ngon nữa, đó thịt ba chỉ. Thì ba chỉ này nếu các bạn mình có thể rán, đúng không ạ, mình có thể nướng cho con bạn, thì đây là phần tuyệt vời nhất. Và các bạn biết rồi đấy, cái thịt ba chỉ ấy là nó phải không được
mỡ và phần thịt ấy nó không được tách rời ra và nó phải là một khối nguyên thì nhìn nó mới ngon, và phần này mới là ngon. Tại vì có rất nhiều phần phần ba chỉ là nó tách riêng ra, thì bạn phải lưu ý như vậy nhé, mua cái phần mà nó không tách riêng ra ấy, được chưa? Đấy. Phần thứ tư nữa đó là cái phần thịt chân giò, nhưng mà là chân giò chân trước các bạn nhé, chân trước. Thì cái phần này đấy là cái phần thịt mà nó có nhiều nạc và nó rất là thơm ngon, và chúng ta có thể cuộn lại, chúng ta có thể luộc, có thể chế biến các món khác, đúng không? Như chân giò hun khói này, chân giò muối này, đấy, chân giò hầm này cũng rất tốt cho con bạn. Được chưa? Đấy, thứ tư và thịt thứ năm nữa, phần thứ năm nữa đó là sườn. Đấy. Thì sườn heo ấy thì là cái thịt nó bám vào trong cái xương, thì các bạn thấy không ạ? Cái thịt này các bạn làm sườn chua ngọt này, làm sườn om này hoặc các món sườn khác ấy, thì nó rất là ngon. Thì trên đây là năm cái phần ngon nhất của con lợn, thì các bạn có thể mua về và chế biến để giúp bé ăn thịt, nó sẽ cảm thấy là nó ngon hơn, nó thích thú hơn và giúp các bạn ăn đa dạng hơn và từ đó đủ dinh dưỡng để tăng cân. Đấy, thì cái video này nó rất là thực tế các bạn nhé, rất thực tế. Thì các bạn hãy áp dụng ngay xem như nào nhé. Đấy, và phần nào chưa rõ thì có thể comment bên dưới hoặc là chia sẻ thêm các cái kinh nghiệm của các bạn để chúng ta cùng trao đổi. À, các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube và đặt nhé. À, trên kênh có hơn 1.200 video, đó là các phác đồ hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ đứa con không kháng sinh này, tăng cân tốt này và mẹ có sức đề kháng rất là khỏe. Ngoài ra các bạn hãy mua thêm cuốn sách này và hãy gối đầu giường cuốn sách này, đây là kiến thức cơ bản nhất mà bác Đạt đã đúc kết lại, đúng không? Và bất kỳ bà mẹ nào đọc có thể hiểu được và chăm con sẽ khỏe mạnh hơn và ít tốn kém nhất, được chưa? Rồi chào các bạn và chúc các bạn đứa con khỏe mạnh nhé.